trường học tập ngành giáo dục mầm non tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Tại đây, em được học lý thuyết gắn liền với thực hành và được trải nghiệm thực tế tại trường mầm non ngay từ năm nhất đại học. Sứ mạng của viện là đào tạo những nhà giáo dục yêu thương trẻ, hiểu trẻ, đồng hành với trẻ để giúp trẻ trở nên những con người toàn diện và được lớn lên trong yêu thương. Mô hình giáo dục của viện có điểm độc đáo, đó là sự kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và nghiên cứu, học thông qua phục vụ và hợp tác. Giáo viên mầm non có 5 chức năng nghề nghiệp. Chức năng đầu tiên là người mẹ thứ hai, chức năng là cô giáo, chức năng là thầy thuốc, chức năng là nghệ sĩ và cuối cùng là bạn của trẻ. Giáo viên được học rất nhiều các cái khối kiến thức khoa học cũng như là hình thành các cái tri thức, những cái kỹ năng cho mình, ví dụ như về y sinh học, ví dụ như về giáo dục cũng như là về cái lĩnh vực là quản lý để sau này giúp cho cái công việc của các bạn ấy là tốt hơn. Thì đấy chính là những cái điểm nổi bật mà hiện nay trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đang giúp cho sinh viên học đại học có thể từ 3 năm rưỡi cho đến 4 năm để các bạn đã trở thành một huấn luyện viên, các bạn có thể trở thành một nhà quản lý cũng như các bạn trở thành một giáo viên có thể tham gia giảng dạy trong tất cả các cái lĩnh vực. Được học tập tại trường quốc tế Hồng Bàng thì tôi được gặp gỡ các người bạn, các người thầy, thì những người đó truyền đạt cho chúng tôi kiến thức và chúng tôi sống chung một nhịp đập, cùng theo đuổi một cái đam mê về lĩnh vực thể thao và cùng nhau hợp sức phát triển.